excited to play HKA since they are a really strong team and I really want to measure my skills against them. 其实欧美这队没有太了解他们，但我觉得他们是应该是这个赛季比较偏弱的，所以应该是轻松赢他们。 I want to say to Hong Kong Attitude, we will just show you how it's good to Western Legion. 你们是赢不了我们的。với Evot thì thực sự là mình không có gì để mà nói cả. Trong cái bảng đấu này mình vẫn tập trung vào những cái đội mạnh ở khu vực như là JCS hoặc là khu vực của Thái Lan thôi. I don't know because we never fight them and also we never train against them. But since they're the runner-up in the Vietnam, I think they're quite strong. Cho dù các bạn là top 1 của Indo nhưng các bạn vẫn chưa gặp chúng tôi. We are gonna open your eyes. 내가 GCS에 있을 때부터 너희한테 한 번도 진 적이 없는데 이번에도 또 그럴 것 같아. 화이팅. 你们最强的几个人已经不在了，所以是赢不了我们的。 너네 팀도 잘하지만 우리 팀이 더 잘해. 你们的实力是不会像以前那样强的，所以你们是赢不了我们的。 Ở Asia năm ngoái, Asia năm 2018, thì team mình cũng đã đánh bại Nova ở cái vòng bảng luôn, cũng là vòng bảng và nó cũng khá là dễ dàng. Vậy nên lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nova thì mình nghĩ cũng sẽ thất bại trước team mình thôi. Yeah, I'm really excited to play against IGP. They are one of the best teams and of course I want to test my skills against the best and see how good I am compared to them. Mình thực sự chia buồn với lại Nova bởi vì cất công đi xa đến đây nhưng mà là phải quay về rất sớm. Sorry. No, no, no guys. We will bring you to home. 기존에 저희 제가 있었던 팀과 또 경쟁을 한다니까 너무 기대가 되고 그리고 또다시 이제 기존 같이 선수로 뛰었던 선수들이 또 거기 있어서 다시 또 감회가 새로울 것 같아요. 이제 OP의 실력을 알 거야. 기다려. 그쪽에서 저희한테 압박을 받을 것 같은데. 너네 조심해. 꼭 실수할 거야. 쉽진 않을 거야.